Sao ổn không em? Ổn không? Ổn không? Ổn không? Em có từng lái bao nhiêu con như vậy rồi? Dạ, em mới tập lái thôi. Mới tập lái thôi hả? Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh YouTube mình nha. Hiện tại thì mình đang có mặt ở Đồng Nai. Hôm nay thì mình theo bên công ty của dòng máy bay DJI sẽ bay test thử cái dòng máy bay T40. Có thể là nó vừa mới ra mắt đây thôi các bạn. Thì cái này là nó vẫn là phun thuốc, xà phăng và gãy giống ha. Thì chút nữa thì mấy anh em bên công ty sẽ chuẩn bị bay và test thử thực tế. Thì qua video này mọi người hay là bà con nào đó có cần quan tâm về sản phẩm của dòng DJI có thể liên hệ số điện thoại trực tiếp mình để bên góc bên tay phải màn hình ha. Thì cái con DJI T40 này cái tổng cái trọng lượng nó nâng lên là khoảng 50kg ha. Thì cái giá tiền là 497 triệu là gồm 3 pin và một máy phát điện. Thì chút nữa thì bên công ty sẽ bay và test thực tế nhất cho mọi người xem. Thì cái con này là nó mới về Việt Nam cách đây cũng mấy ngày thôi. Thì mấy anh em bên công ty cũng đang chờ mọi thứ ổn hết trơn thì sẽ bay ha. Hôm nay thì đến đây không phải là bay ruộng hay là bay cái khác, nhưng đặc biệt là lên đây là bay chuối, bay xịt giường cho mọi người xem này. Thì trước giờ thì mình cũng có quay tất cả những dòng máy bay, với lại cũng có rất là nhiều anh em quay về máy bay, nhưng mà chỉ quay xạ phân xịt thuốc ở trên ruộng thôi. Nhưng mà test thực tế là bay xịt giường. Thì nói chung là cái những cái dòng máy bay thế này thì mình có thể là không cần để nói cho nó chi tiết quá đâu ha. Tại vì lý do là những cái vật liệu của nó là một là carbon. Thì đặc biệt nữa là cái con này nó sẽ tự động nâng độ cao khi gặp vật cản ha. Nói chung là nó cảm biến rất là nhiều hướng các bạn. Ủa như vậy là cái máy này mình mua hiện tại với bây giờ là nó có cái gì vậy, cái gì? Dạ hiện tại thì cái combo T40 của mình sẽ bao gồm là một máy 3 pin và một máy phát điện anh ha. Hiện tại là công ty đang hỗ trợ giá là 497.000 cho bộ này, chỉ trong tháng này thôi. 497 triệu. Dạ. Và đặc biệt là trong chương trình lần này, nếu mà mình liên hệ hợp tác với công ty thì mình sẽ có cơ hội là tham gia ở chúng vòng quay cuối năm. Và cơ hội chúng sẽ là một chiếc ô tô Ford Ranger. Dạ. Cái này khi mình mua là mình vận chuyển tới nơi luôn. Dạ đúng rồi, công ty sẽ giao hàng tận nơi theo địa chỉ mà mình yêu cầu. Ngoài ra thì cũng sẽ hỗ trợ là đào tạo phi công cho mình luôn và cấp thẻ. Cái con này là bảo hành là bao lâu? Dạ sẽ tùy bộ phận anh ha, thì thời gian sẽ là từ 6 tới 12 tháng cho mình. Tùy bộ phận thiết bị ở trên máy. Dạ đúng rồi. Với lại là pin thì sẽ là bảo hành tới 1.500 lần sạc, cho nên là mình cứ yên tâm sử dụng. Dạ. Vậy hồi nãy em nói là cái con này nó có tự năng tránh né vật cản đúng không? Dạ đúng rồi, nó sẽ có tính năng là tự nâng làn khi mà gặp vật cản anh, để đảm bảo an toàn cho con máy của mình. Tổng trọng lượng của cái con này nó nặng khoảng bao nhiêu ký em? Dạ hiện tại thì cái con của mình sẽ nặng là tầm khoảng 35kg anh nha. Dạ. Hết luôn nguyên con ha. Dạ đúng. Nếu mà có tải trọng nữa thì nó sẽ rơi vào khoảng là 85 cho tới 92kg tùy theo mình phun hoặc là mình đãi. Cái dạ. Chất liệu thì bằng carbon, cái cánh dạ, thì bằng cánh nhựa. Là cánh carbon luôn anh nha. Cánh carbon luôn. Dạ. Để đảm bảo vừa nhẹ và vừa bền cho mình. Tại vì mình sẽ bay trong cái điều kiện thời tiết nhiều lúc nó không thuận lợi cho lắm á. Với thứ hai là nhiều khi ví dụ mà bay máy bay mình phun thuốc mà lỡ nhiều khi đôi khi mà gặp bị vấn đề là do mưa mà kiểu như là nó không có quá thì mình có làm gì được không? Dạ hiện tại thì cái con của mình sẽ là được bay tới cái tốc độ gió là sẽ 10 mét trên 1 giây, cho nên mình cứ yên tâm. Một cục pin đó là bay được khoảng bao nhiêu theo mình tính ra? Dạ cái này sẽ còn tùy theo là trọng lượng của cái bình phun và cũng như là tốc độ mà mình cài đặt cho con máy của mình. Thì một cục pin như vậy mình sẽ tải trọng trung bình là khoảng từ 1 bình tới 1 bình rưỡi anh. Tại vì còn tùy cái khoảng cách từ anh cho tới cái vùng cái miếng đất mà mình phun nữa. Dạ. Còn nếu mà mình đãi thì cái thùng đãi nó sẽ lên tới là 50kg cho mình luôn.
luôn, là vừa một bao phân hoặc là một bao giống. Nó vẫn có là, nói chung là cái dòng máy bay này là vẫn là 3 trong 1 như những cái dòng máy bay khác. Dạ. Và nó sẽ được cải tiến nhiều hơn nữa, tại vì đây sẽ là phun ly tâm cho nên nó sẽ không kén thuốc nữa. Dạ. Nó sẽ không kén thuốc. Cái dầu nó đâu em ha? Cái này mình sẽ có hai cái phun ở hai bên ha. Dạ. Thường là cái dòng máy bay DJI ấy, hầu như là nó đã ra đời, nói chung là đã đi trước hết những cái dòng máy bay hiện tại các bạn. Thì nói chung là những cái mà của máy bay đưa, của dòng DJI đưa ra hầu như là nó rất là chuẩn, rất là tuyệt đối. Thì chút ra đây, hồi nãy em nói là cái máy bay này về bữa mấy tây? Dạ, hiện tại cái con này về Việt Nam là ngày 13 tây tháng 10. Dạ, là nó lễ ra mắt chính của con này luôn. Bữa cách đây cũng mấy ngày thôi ha? Dạ đúng rồi, cách đây khoảng 3 ngày ạ. Cái con này nó mang mấy pin thôi em ha? Dạ, hiện tại mỗi lần bay nó chỉ cần một cục pin thôi anh. Dạ, một cục pin thôi là mình đã bay được rồi. Cái này là hôm nay là khách họ mua rồi cho nên là bên công ty mình vận chuyển ha. Dạ đúng rồi, là mình sẽ bàn giao tận nơi mà. Dạ dù là ở đâu thì công ty cũng sẽ là giao theo địa chỉ khách hàng yêu cầu hết. Thì đó là nãy giờ cái thông tin của từ bên nhân viên công ty. Thì cũng như một lần nữa mình xin nhắc lại mọi người hay bà con tất cả ở trong đất nước Việt Nam mình, nếu có nhu cầu quan tâm về sản phẩm của dòng máy bay DJI, liên hệ số điện thoại mình để trực tiếp trên màn hình ha, để được nhân viên tư vấn một cách cho nó chính xác nhất. Thì hiện tại thì bên dòng DJI đang có một cái gì, hồi nãy em nói cái khuyến mãi hay cái gì? Dạ đó là chương trình quay thưởng vào cuối năm cho khách hàng. Tức là hồi trước giờ mình không có nhưng hôm nay mình mới có đúng không? Dạ đúng rồi. Lúc trước thì mình cũng có nhưng mình chỉ trúng xe máy thôi anh. Còn đây là chương trình đặc biệt cho dành cho dòng T40 là mình sẽ trúng ô tô Forenza. Ok. Dạ. Bây giờ thì phía anh ở phía sau thì mấy anh đang chuẩn bị pha vô để phun lên trên, cũng như hồi nãy mình nói là ở trên cái giường chuối nha các bạn. Đây lên Đồng Nai là nói chung là kính thưa các loại chuối luôn, chuối nào cũng có ha. Em lại hồi nãy em ship mấy cái càng mấy cánh vô cho nó gọn với cái khi mà mình di chuyển á. Đâu em làm lại những cái động tác đó hồi nãy để cho mọi người có thể, nhiều khi là người ta chưa biết cái dòng mới của mình hả? Em có thể ship cho em. Đúng rồi. Dạ, thì khi mà mình đầu tiên khi mà mình gấp nó lại á, nó sẽ có những cái quy tắc ha, thì mình sẽ cần cặp vô như này thôi. Dạ. Mình sẽ cặp vô thì nó sẽ là chắc chắn khi mà cho mình di chuyển. Còn khi mà mình buông ra để mình chuẩn bị bay á, mình kéo nó ra nó rất là nhẹ, mình gài cái khớp này lại. Dạ, hiện tại thì công ty cũng sẽ hỗ trợ là dán những cái chốt khóa an toàn này để cho mình khi mà mình anh vận hành á thì mình có thể kiểm tra, mình kiểm tra bốn cánh tay an toàn rồi khóa chặt rồi mình mới bay. Dạ, để đảm bảo an toàn. Thì những là quy tắc an toàn bay này á, thì khi mà đào tạo phi công thì công ty cũng sẽ hướng dẫn hỗ trợ toàn bộ cho mình. Dạ. Ủa cái bình này hiện tại là cái bình phun hả? Dạ bình này là bình phun thuốc anh. Còn bình giải phân, em có bình giải phân không? Em có để vô cho mọi người xem được không? Dạ hiện tại là mình sẽ là phun thôi. Tại vì diện tích chuối thì ít khi nào. Cũng như mình nói thì hồi nãy là tại vì hôm nay mình vô đây phun chuối ha. Dạ đúng rồi. Ở trên bình á thì nó sẽ có những cái mức định lượng thuốc cho mình luôn. Cũng như trên tay cầm nó cũng sẽ hiện lên. Dạ cho mình để. Vậy là cái này hồi nó phun chuối sao ta? Tức là nó định vị theo cái hàng hay là dạ, như thế rồi, nào? Dạ nó sẽ định vị theo hàng á. Ở cái con của mình nó sẽ có chế độ là phun cây ăn trái nữa, thì có nghĩa là nó sẽ phun từng cây. Dạ nếu mà nó tới điểm phun đó thì nó sẽ ngừng lại và nó sẽ phun quay tròn để có thể đảm bảo là phủ hết cái cây đó. Chứ, mình không có giống như phun ruộng mình là nó cứ bay mặc định theo miếng đất. Dạ cái đó là mình tùy theo chế độ mình cài đặt thôi. Có nghĩa là mình sẽ có chế độ phun trái cây đi. Dạ. Thì mình sẽ cho mọi người xem là cái bộ điều khiển của dòng máy bay DJI T40. Cái này là mình mặc định sẵn rồi đúng không? Dạ, cái này là mình đã định vị được cái bản đồ để mình thực hiện quá trình mình phun thuốc anh thấy không? Thì khi mình định vị xong á thì nó sẽ tạo cho mình những cái đường bay như thế này. Thì nếu như mình cảm thấy nó không hợp lý thì mình có thể căn chỉnh lại đường bay, căn chỉnh lại khoảng cách giữa các đường, rồi lượng nước tất cả thứ ha, mình có thể căn chỉnh được cái trọng lượng. Thấy cái đầu này nó nặng không anh? Anh thấy nó cũng dạ, con này là 1,4 kg ha. Cái này là mình bay thủ công vẫn được. Đây là tay 30. Cái này là cái dòng cũ. Nhỏ, cái dòng cũ. Dạ. Còn cái này mình cái dòng mới mình nó bự hơn ha. Dạ. Nhưng mà hai con này vẫn điều khiển chung với một cái con nó vẫn được hay anh? Dạ sao? Không, hai con này sẽ điều khiển chi. Con này sẽ điều khiển được con 40 và con 20B. Con này sẽ điều khiển được mỗi con 30 và con T10 thôi. Dạ. Yeah. Yeah. Vậy là bên mình cũng vẫn có đào tạo phi công. Dạ vâng. Nói chung là nếu đào tạo phi công nữ thì cũng ổn ha. Dạ nói chung. Anh lái phi công bao lâu rồi? Dạ 3 năm rồi. 3 năm hả? Dạ. Anh bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay 32. Hôm 2 tuổi lái phi công các bạn. Đây cho mọi người xem là cục pin của dòng DJI.
Ủa anh, cái này mình sạc á, mình có giải nhiệt bằng nước không? Dạ, nó giải nhiệt bằng có một bộ tản nhiệt riêng. À, nó không có để vô nước ha. À, mình sạc là khoảng bao lâu là đầy một cục pin anh? Dạ, nếu mình sạc máy sạc điện khoảng 7 đến 10 phút. 7 đến 10 phút là đầy ha. Là mà khi mình mua máy thì vẫn được tặng giống như hồi nãy nói là cái bộ phát điện. Dạ. 7 đến 10 phút các bạn. 12 kg mỗi một cục này. Bây giờ thì hiện tại thì mình đang gặp cái khó để làm sao mà tìm cách lên cái đọt chuối quay cho mọi người xem cận cảnh nhất và chi tiết nhất nè. Tại vì hiện tại ở đây là cũng như lúc đầu video mình nói là phun vườn ha, chứ không phải là phun ruộng. Bây giờ thì tất cả mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng ha, mọi người cùng chú ý với màn hình để xem một cái dòng máy bay mới nhất của DJI cất cánh. Thì vừa khui hộp ra là bắt đầu là bay luôn các bạn. Ở bên dưới còn chưa có lột cái bọc bên dưới rồi kìa. Thì cái cánh của cái dòng DJI T40 này nó khác với những cái dòng kia. Là cái cánh đó, các bạn mọi người thấy ha, 2 tầng. Đó, mỗi tầng là 2 cánh. 2, 4, 6, 8 cánh. Giờ anh đang kiểm tra mọi thứ ổn hết thì mới bắt đầu bay ha. Sao không? Con đó. Sao để đảm bảo an toàn cho nó thì mình tiến hành là mình phải hiệu chỉnh cái cảm biến la bàn của nó lại. Bình thường mình không cần phải làm bước này. Nhưng mà sau một số cái trường hợp cao xe có nhiều đúng không? Thì đúng rồi, để đảm bảo có tính an toàn thì mình phải hiệu chỉnh nó lại. Tại vì cái cảm biến nó sẽ bị nhiễu. Đúng rồi, cái cảm biến nó sẽ bị nhiễu bởi những cái vật kim loại. Đó. Thì cái đó mình mới làm bước đó. Mình không cần làm nha bà con. Bình thường không cần làm. Bình thường đấy chỉ là bay luôn. Rồi bây giờ thì chuẩn bị, nãy giờ thì ảnh cũng cho mọi thứ nó ổn hết. Rồi cái tiếng nó lớn ghê ha. Trời ơi. Kinh khủng khiếp chưa. Má ơi bụi. Đó, chuẩn bị khởi động máy đó. Má ơi, tóc quấy hết rồi. Trời ơi. Rồi nó đâu có tiêu rồi. Đúng là cái dòng máy bay mới lúc nào cũng tiên tiến và hiện đại hết. Quá mát các bạn. Nói chung là hầu như là mọi thứ là tuyệt vời, trên cả tuyệt vời. Rồi, xong, hết thế mọi góc đường. Đây, anh đang phun cái đám chuối trên kia. Đây, qua đây thì mọi người có phun sầu riêng hay là chuối mít xài ổi gì đó ha thì có thể mua một cái chiếc như thế này để làm việc cho nó mọi thứ nó nhàn hơn. Đấy, bài gắt với một cái tốc độ rất là chậm các bạn. Tại đôi khi phun vườn là nó phải khác, còn phun lúa là khác ha. Phun vườn này là kiểu giống như là mình phun cho tận gốc vậy. Giống như máy bay đang tác chiến vậy. Chỉ tiếc là bị ngược nắng cho nên là mình không thấy được cái lượng nước mà máy bay phun xuống ha. Bốn cánh quạt đó thì nói chung là đạp cái lượng nước bay xuống hầu như là tới chân ở dưới luôn. Cái này là mình đang bay thủ công hay là đang bay 52? Mình đang bay thủ công hay bay mặc định danh? Bay tự động anh á. À, bay tự động. Này là với tốc độ là bao nhiêu? Dạ 1,4 mét trên giây. Mình có thể tăng giảm được tốc độ đối với con này, có thể tốc độ tối đa của nó là 10 mét trên giây em ha. Đây các bạn thấy cái lằn xanh là máy bay phun rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Ừ. Khi mà máy nó tự động hết là nó tự động bay về. Dạ. Mình sẽ có hai cách, một là cho máy tự động bay về, hai là mình sẽ điều khiển bằng tay. À, đây là mình thấy được cái cam ở phía trước nè ha. Dạ đây, em sẽ mở con lên đây. Dạ. Yên tâm, em có sụt chừng nữa cho anh. Giờ khi mình cắt cánh lên là bắt đầu khi mà kiểu giống như nó bị cái vấn đề, ví dụ mình lỡ như nó gặp vật cản rồi thì nó tự né tránh hoàn toàn hết. Dạ không, sẽ có hai cách, một là nó gặp vật cản nó đứng. Ừ. Nếu như mình cài đặt cho nó né thì nó mới né thôi. Ừ. Dạ. Hoặc là nó đứng lại chứ nó dạ. Không có cố tình bay luôn. Dạ đúng rồi. À bên này là báo mức pin ha. Dạ. Lượng pin bao nhiêu nó sẽ đáp xuống anh.
Dạ, mình sẽ cài đặt khoảng 30% pin thì nó sẽ bảo pin yếu. Dạ đúng rồi. Mà bên này là lượng nước ha. Ủa anh Quân, cái này là ví dụ ngoài phun chuối rồi phun sầu riêng hay vườn cược đồ tất cả. Hiện tại thì cái con máy bay này có thể nó thay thế được tất cả các cái phun của mình ở trên cái phun pháp truyền thống anh. Ví dụ như bình thường truyền thống anh phun bằng cái cây gì á thì trên con máy bay được phun được hết cả. Không những vậy nó còn có thể là rải phân và xả giống được luôn. Thì nói chung là hiện tại theo em đoán là bà con bây giờ người ta cũng đặt ra cái câu hỏi là tất cả những dòng máy bay bây giờ là tại vì người ta chưa thấy phun vườn cho nên là không thấy thực tế. Giống như hiện tại em đang đặt cái câu hỏi cho bên mình là ví dụ như những cái vườn sầu riêng vậy đó là mình vẫn làm được đúng không? Dạ đúng rồi, tất cả các cái vườn đa số mình đã làm được hết. Ủa, hết xăng rồi. Ví dụ như là cái vườn nó khoảng cách mỗi một góc này khác góc kia nó xa rồi mình lúc đó là nó phun những cái chỗ mà khoảng trống như vậy là nó vẫn phun bỏ qua luôn hay là nó định vị ngay cái cây đó? Ở trên một cái nếu mà những cái vườn mà có những cái khoảng trống giống vậy đó thì thật ra là mình có cái chế độ chuyên phun cho cái vườn đó. Ví dụ như là cái cây của máy bay mình sẽ nhận diện được vị trí nào có cây thì nó chỉ phun lên đúng cái đầu cây thôi, còn nếu mà không có cái cây thì tự động sẽ bỏ qua. Đó là chế độ phun riêng cho những cái loại cây ăn trái. Còn đối với lại phun lúa thì mình sẽ phun tràn giống vậy thôi. Đó. Đây bây giờ thì máy bay đang cất cánh đây, đáp xuống đây các bạn. Cái tốc độ gió có thể nói là quá khủng khiếp, mọi người thấy này, cái xe muốn bay luôn này. Ủa nãy giờ mình bay là bao nhiêu phút anh? 6 phút. 6 phút ha, là hết một bình thuốc ha. Là được tính ra diện tích đất là bao nhiêu? 0.3 hecta. Cái liều lượng con em đang phun một cái diện tích này cái liều lượng là 130 lít đó ha. À. Đây bây giờ thì kiểm tra là tất cả những cái động cơ coi có như thế nào không ha. Tại vì hôm nay là một cái ngày máy bay mới. Con này có chống nước không ta? Anh cái con này có chống nước IP 6 mấy? 6-7. Đây cho mọi người xem ha. Ok, ổn. Đây chỗ này là carbon. Anh chuẩn bị châm vô để cắt cánh ở đây. Chuẩn bị nổ máy lên. Đây bây giờ thì sẽ một nữ phi công sẽ bay chính thức cho mọi người xem đây ha. Bây giờ thì em ấy sẽ chuẩn bị cầm bàn điều khiển để lấy máy bay cho mọi người xem nha. Ở đây tổng bay bay tới 4-5 lần bay lận nên thành ra là cho máy sạc luôn. Cho máy sạc luôn ha. Tại vì sạc kia cũng được. Phi công nữ vẫn bay được bình thường nha các bạn. Bơi sạc ồn không? Máy hả? Ừ. Máy em cắm vô cái máy nổ thôi. Nó đổ là không sạc điện mà. Chắc là thích ha. Nổ điện không? Nổ điện nha. Sao ổn không em? Bây giờ ổn không? Dạ. Ổn không? Em có từng lái bao nhiêu con như vậy rồi? Dạ, em mới tập lái thôi. Mới tập lái hả? Đây là một cái hình ảnh thực tế nhất để gửi đến cho nhiều khi là cũng như lúc đầu video mình nói là đôi khi là nông dân mình nhà có nhiều bạn nữ thì cũng vẫn lái được bình thường ha. Khi mà cái máy bay đã mặc định sẵn thì mọi thứ chỉ cần một những cái động tác đơn giản nhẹ nhàng thôi là máy bay cũng bay đúng cái lịch trình. Khi mà mình thiết lập này trên cái bay điều khiển rồi thì mình sẽ để cho nó bay mặc định ha. Là một cái công nghệ như các bạn. Chỉ cần bấm hết thì cái bút mình sẽ quay về. Và tự hết pin thì cũng sẽ là quay về ha. Sạc theo bên đây đó nè. Ừ. Sạc với lại dây điện này nọ đầy đủ luôn nha. Cái màn ánh sáng đẹp như ta, đẹp như chị gái đang bay vậy các bạn. Bay không anh? Có được dạy dạy kèm luôn. Vậy là bên mình cũng vẫn nhận phi công nữ đào tạo đúng không? Dạ đúng rồi, bên em có một số phi công nữ biết bay luôn anh ạ. Người ta mình, bay mình đào tạo là 9 tháng 10 ngày hay bao lâu anh? Không, cái đó nói thiệt là bao lâu, 3 tháng, 2 tháng vậy? Thật ra là nếu phi công này á, mình những cái người mà nhanh nhạy xíu á, người ta chỉ cần khoảng 2 ngày là người ta có thể vận hành được máy. Khi mà cái khó nhất học cái này là cái gì anh? Cái khó nhất á, thường đa số về cái phần kiểu như mấy bác công dân là người ta ít tiếp xúc với công nghệ này. Thì khi người ta cầm cái bộ điều khiển lên người ta thấy nó chưa có quen, chưa bận ngỡ thôi. Nhưng mà những cái người mà có sử dụng điện thoại di động thì là hoàn toàn có thể sử dụng này được. Tại vì con máy mình nó đa số là khoảng 90% là mình sẽ vận hành hoàn toàn một cách tự động. Nó chỉ có một số cái trường hợp ví dụ như cái địa hình này nó khó nè. Mình có thể hỗ trợ bằng việc cái cách cất cánh và hạ cánh thủ công thôi. Nếu mà cái đường chỗ mình nó rộng xíu đó, mình hoàn toàn có thể cho nó cất cánh tự động và hạ cánh tự động luôn. Thì đó là mình 100% tự động luôn.
Đó thì cái con này á, nhiều khi là mình bay ở trong cái địa hình nó sâu xa này kia nọ, nó có càng là mạng hay là tình gì vậy? Con này nó sẽ sử dụng sóng vệ tinh, thì thật ra là sóng vệ tinh chỗ nào cũng có cả. Ở một số cái trường hợp sóng vệ tinh của mình nó yếu là chỉ là ở trên núi mà núi rất là cao luôn thì sóng trên nó có thể nó yếu, hoặc là những cái ngày mà trời mà mưa bão á thì nó mới yếu thôi. Mà thật ra là đi phun cũng may phun ngày đó chứ, thì nó mới yếu vậy. Còn đa số là 99% là các cái trường hợp là mình đều có sóng để mình bay được. Mưa gió hay là áp thấp thì mình cũng vẫn hay bay bình thường. Mưa gió áp thấp hả, thì thật ra nếu bay thì vẫn được, nhưng mà nó không hiệu quả nè, tại vì cái thuốc của mình á nó bị nước nó bị rửa trôi. Phun thì vẫn được nha, tại vì cái con này cái chuẩn kháng nước là IP6K. IP6K là nó hơn cái dòng cũ là 67 thôi. Con này là IP6K. Thì cái chuẩn chống nước nó có cái áp suất luôn á, thì nó sẽ chống rất là tốt. Đó thì mình hạn chế thì phun trời mưa vì nó không hiệu quả thôi. Ủa em hồi đó em học là bao lâu để mà em lái cái này? Dạ 2 ngày. Ok, tính ra cũng nhanh ha. Nói chung là thì nó không biết thì nó khó, nhưng mà biết rồi thì nữ lái cũng đơn giản nha các bạn. Hồi đó em học là anh đó, anh ở đâu? Dạ mấy anh kỹ thuật ở công ty. À, hỗ trợ cho mình tối đa đúng không? Dạ. Ví dụ như bây giờ em bay vậy em có hiểu được cái thông số ở trên đó không? Dạ có anh, thực ra thì nó có ghi hết rồi nè. À, mình chỉ cơ bản thôi là mình đã hiểu rồi ha. Hồi em hạ cánh được không? Với lại là cái diện tích chỗ này nó khá hẹp, cho nên là để chút nữa cho anh phi công ánh già kinh nghiệm hơn hạ cánh các bạn. Cho cái thằng này nó chạy qua nè, em nhấn này nó chạy qua nè nha. Chạy cho xuống cuốn vào đây luôn, thì nào nó chạy nó xong rồi nó cánh cho bà cái này ra. Rồi xong rồi bắt đầu lên. Đây là những phi công lấy máy bay chiến dạy cho em ấy ha. Anh khởi động cho nó bay cánh trước thì nó. Cuối rồi nó có thằng tay. Rồi đấy em khởi động trước rồi. Cái động cho nó quay cánh chứ đi rồi. Để làm cho coi nè. Ha. Quá các bạn. Nè kéo vô nè ha, hai giường cũng về nè. Rồi buông đây. Rồi chưa? Rồi nè, đẩy lên nè, nhấc lên nè. Đó, mấy anh đang lên đó không? Rồi. Rồi ok, bây giờ thì em ấy đã hiểu ha. Thì cũng như mình nói là những cái cơ bản thì nó cũng tương đối là dễ thôi. Lại em nè, bấm ok đồng ý cái nè, rồi lại đi. Chỉ nè cái cần bên tay trái, rồi đẩy nhẹ lên cho, đẩy nhẹ cái chân tay lên. Từ đôi khi là một phi công mà để bay mà để trong nông dân thôi, nhưng mà cũng có một hình ảnh rất là đẹp ha, cực kỳ ngầu. Rồi Sao em thấy ổn không? Có gì lo ngại gì không? Dạ dễ quá anh. Dạ. Nói chung là mình lúc đầu hơi bỡ ngỡ xíu thôi, chứ khi mà mình quen rồi thì dễ ha. Đấy, khi mà cái khó là cái vấn đề là khi cất cánh hạ cánh thôi, còn khi mà lên trên thì đủ chiều cao với lại đủ cái lập trình thì máy bay sẽ tự động làm việc. Nãy giờ em cầm đó mỏi tay không? Dạ không nhẹ lắm anh. Nếu mà sau này mỏi tay mình kiếm đôi đồ đi gần cổ.
mốt có về miền Tây xịt thuốc chứ không? Cô gái ở Huế đến từ gì? Từ Huế mà vô Đồng Nai để bay máy bay cho mọi người xem ha. Cũng là một cái gì đó trên fanpage khá là nổi tiếng các bạn. Huế là đi đâu mua gứa đó hả? Đây mọi người, mà nếu mà muốn chi tiết hơn á, có thể là mua máy bay là mới được gặp em Nhi á nha. Bên này là anh phi công thì khá là nhiều năm kinh nghiệm nha. Thì nãy giờ anh còn lượng lượng ở trên kia nha các bạn, có lẽ là anh sẽ đáp xuống thì cái video mình sẽ tạm dừng tại đây ha. Quá trời cái lượng nước nó phun xuống kinh khủng khiếp lắm. Cái kè phun thuốc sâu luôn rồi nè. Lách lại một đường đó anh, hết thuốc rồi. Đây mọi người có thể thấy ha, xung quanh tất cả là chuối là vườn không các bạn. Rồi phức là nhìn hết thấy rồi. Bình như mấy con kia được. Rồi thì có lẽ là cái video mình xin tạm dừng tại đây ha. Mọi người có quan tâm về sản phẩm mới của DJI B40 thì có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại mình để bên góc bên tay phải màn hình nha. Đó, xem lại máy đây. Khi mà bay phục vụ xong hết là rất là gọn ghẽ và ship đem lên. Thì cũng như mình xin nhắc lại là cái cân nặng của chiếc này á là tổng nào đó khoảng chừng 30 mấy ký, 35-38 ký ha. Nhìn rất là gọn các bạn, gọn hơn những cái dòng máy bay khác.